Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã can thiệp bích thông liên nhĩ thành công cho bé Đặng Thị Quỳnh Anh, 6 tuổi, ngụ ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bé Quỳnh Anh được phát hiện bị thông liên nhĩ lỗ thứ phát thông qua chương trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí cho em trái tim khỏe mạnh được tổ chức tại trường tiểu học Phú Hữu vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Đây là chuỗi chương trình do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thực hiện khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long với sự đồng hành của Hội Tim Mạch Nhi, Tim Bẩm Sinh, Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trường hợp trẻ sau tầm soát phát hiện bệnh cần được can thiệp phẫu thuật, đoàn sẽ tư vấn cho phụ huynh làm hồ sơ để gửi đến các đơn vị tài trợ như Tổ chức Chữa lành Trái tim Việt Nam, Healing Hearts Việt Nam, Quỹ Từ thiện Bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long để xin hỗ trợ viện phí, tùy vào hoàn cảnh sẽ được hỗ trợ một phần hoặc hoàn toàn chi phí điều trị. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, bé Quỳnh Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ nhập viện can thiệp. Sau khi được thực hiện kiểm tra cần thiết, bé Quỳnh Anh được các bác sĩ can thiệp bích dù thông liên nhĩ, kích thước lỗ thông liên nhĩ khoảng 24mm. Theo phụ huynh của bé Quỳnh Anh, gia đình cũng không nghĩ bé bị tim bẩm sinh, cứ nghĩ cháu còn nhỏ, hiếu động, vui chơi nhiều dẫn đến mệt mỏi. Bé thấy bé nó cũng bình thường, nhiều khi nó chơi nhiều, nó chơi thấy nó mệt, nó nằm mình cũng không để ý nữa. Nó chừng phát hiện ra mới sực nhớ ra là hình nó cũng có hơi triệu chứng. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của bé Quỳnh Anh phục hồi tốt và đã được xuất viện, tổng viện phí hơn 84 triệu, trong đó Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả gần 53 triệu. Hội Chữa lành Trái tim Việt Nam tài trợ 25 triệu, gia đình bệnh nhân chỉ chi trả khoảng 10 triệu đồng cho việc điều trị này. Mẹ bé Quỳnh Anh vui mừng khi con gái được điều trị thành công và xúc động khi được hỗ trợ viện phí, chị nói. Gia đình em cũng cảm ơn bác sĩ Đoàn Từ Thiện, cảm ơn nhà bác sĩ Cường đã ủng hộ cho gia đình em phẫu thuật cho bé thành công. Theo các bác sĩ, việc tầm soát tim bẩm sinh sẽ giúp sàng lọc phát hiện sớm các dị tật tim bẩm sinh ở trẻ, can thiệp kịp thời, giảm các biến chứng, đem lại cho các em những trái tim khỏe mạnh. Chính vì những ý nghĩa cao đẹp này, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã tổ chức tầm soát cho gần 1.000 trẻ ở các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp thông qua chương trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí cho em trái tim khỏe mạnh. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí cho em trái tim khỏe mạnh tại miền Tây nhằm phát hiện và chữa lành trái tim cho em. SIS Việt Nam ra đời với sứ mệnh cứu tim cho bệnh nhân đột quỵ. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ y khoa hàng đầu trên thế giới trong cấp cứu, can thiệp đột quỵ, tim mạch, tầm soát ung thư. Bệnh viện đột quỵ tim mạch SIS Cần Thơ mang đến chất lượng chuẩn quốc tế trong chẩn đoán, điều trị đột quỵ cho người dân miền Tây và Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, cứu tim cho bệnh nhân đột quỵ.